Em gái ơi, anh có thể nói chuyện với em chút xíu được không? Dạ. Phải đeo khẩu trang dữ vậy, bịt mặt dữ vậy? Em mới vô răng. À, mới vô răng không có nói chuyện được nhiều hả? Dạ. À, vậy sao chơi trò chơi với anh được đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Tham gia trả lời câu hỏi, trúng được 8 câu lụm 5 xị. Dạ, suy nghĩ. Nhưng mà nếu như mà chị thua nha, chị sẽ bị một cái hình phạt nho nhỏ, chị có dám chơi không? Đó. Có Pepsi nhạo, kêu Pepsi ra chơi trò chơi. Đúng rồi, kêu ra chơi trò chơi kiếm phần thưởng nè. Chơi có nhỏ kêu biết tiếng Anh này đâu có ai biết. Đâu hỏi tiếng Anh đâu trời, hỏi tiếng Việt đàng hoàng chứ trời. Trời đất ơi, bà quen tôi mà bà không biết tên tôi. Nó một sự đau đớn nhẹ. Chào hai bạn nhỏ. Yeah. Anh bắt đầu mang tới cho hai bạn một trò chơi như thế này. Nếu như các bạn trả lời được đúng được 8 trên 10 câu hỏi mà anh bắt đầu đưa ra, các bạn sẽ mang được một phần thưởng đem về. Còn nếu như thua thì hai bạn sẽ nhận một hình phạt mà anh bắt đầu đưa ra. Các bạn có đồng ý chơi không? Đồng ý. Bạn dám chơi không? Dạ. Yeah. Yeah. Rồi cái điều gì thúc đẩy hai bạn mà quyết định nhanh dữ vậy trời? Trời ơi, tiền biết giải thưởng là gì đâu mà tiền dễ rợ tiền. Bật mí luôn, giải thưởng lớn lắm, từ 1 tỷ trở xuống nha. Em tên Yến Băng, học trường trung học cơ sở Thắng Cơ Hờ. À, Yến Băng. Học em, ở đây. Em tên Đặng Ngọc Phương Nhi, lớp 82, học lớp 82 trường trung học thị trấn Hữu Thuận. Hai bạn là học chung lớp với nhau hả? Dạ. À, hai bạn chắc chắn ở trong lớp là học cũng là rất là giỏi đúng không? Có một cái khả năng, một cái kiến thức rất là cao cho nên mới chấp nhận cuộc chơi của anh ngày hôm nay. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thi với bạn Băng và bạn Nhi nha. Bạn Băng là người trả lời. Bạn Nhi bước qua đây. Ngay từ giây phút này trở đi, bạn Nhi tuyệt đối không được nói bất kỳ điều gì. Niềm tin đặt hết cho bạn Băng. Hai bạn chơi với nhau chắc lâu lắm rồi đúng không? Tin tưởng nhau dữ lắm rồi đúng không? Cho nên là sướng vui thì cũng là chia nhau được đúng không? Đau khổ là chắc chắn cũng phải chia đôi đúng không? Được rồi. Câu đầu tiên, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột 3 chấm. Hãy điền. Dựa cột. Dựa cột gì? Mà nghe. Chính xác. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau 3 chấm. Nhắc lại một lần nữa, miếng ngon nhớ lâu, lời đau 3 chấm. Quên lẹ. Quên lẹ luôn. Đây phải là đáp án cuối cùng bạn đưa ra hay không? Cuối cùng. Sai. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời. Câu này ai cũng biết mà trời. Em chưa nghe không? Em chưa nghe. Qua ngày hôm nay em sẽ được nghe. Các bạn còn hai cơ hội cuối cùng để các bạn được sai thôi nha. Tiếp tục cuộc chơi, không đối về ca dao tục ngữ nữa. Tôi biết khả năng ca dao tục ngữ của bạn rồi. Em giỏi mãn nhãn chứ em có giỏi bản thân. Rồi bây giờ có một con mèo mà con mèo đó có túi gọi là con mèo gì? Mèo Doraemon. Chính xác, bạn hai câu đúng. Bạn đang cầm một cây thước trên tay và một cây bút. Làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác? Đố mèo. Nhắm mắt lại, tưởng tượng làm sao vẽ được một vòng tròn chính xác. Mình sử dụng cây viết, mình vẽ thiệt là khéo vòng tròn. Mình lấy cây viết bên phải, vẽ thiệt là khéo vòng tròn. Không, mình sử dụng thước. Bắt tay. Bạn nói xong tôi không hiểu gì hết. Bây giờ là bạn làm sao ra cái hình tròn. Nè, làm sao ra cái hình tròn. Lấy cây viết nha. À, cây viết, cái tay em đang cầm cây viết đó. Nhìn đúng tập nha. À, nhìn đúng tập ha. Hình tròn vậy chính xác chưa? Không, mà mình phải vẽ thiệt là khéo. Ờ, thiệt là khéo. Tại sao mình không dùng cây compa ta? Không, nếu mà anh hãy nói vậy, thí dụ anh nói là trong túi mình có tiền. À. Thì thí dụ trong túi mình có tiền mình mới đi ra tiệm mình mua cây compa. À. Còn là anh phải nói là có cái bóp viết để cạnh đó. À. Thì trong cái bóp viết thì chắc những sẽ có cái compa. À. Đúng rồi. Dạ, lỗi anh hả? Dạ. Lỗi anh đúng không? Đúng rồi. Bạn nói không rõ đúng không? Đúng rồi. Khé nháp cho bạn câu này luôn. Chưa bao giờ thấy người chơi nào mà chả kêu. Được rồi, bạn có khả năng liếm được cùi chỏ của bạn hay không? Có. Liếm thử. Đó những... Không, em không có khả năng nha. Không. Không. Đáp án là đáp án cuối cùng của bạn. Không. Không là đáp án cuối cùng của bạn. Đáp án chính xác. Ba câu trả lời đúng, một câu trả lời sai rồi nha. Bệnh gì bác sĩ bó tay?
Bệnh gãy tai, bệnh gãy tai. Chính xác. Có cổ nhưng không có miệng là cái gì? Bà liếc đáp án của tôi hả bà? Bỏ qua đi anh. Không, bà còn có hai lần sai à, đừng có trả lời sai nữa. Đọc lại câu hỏi một lần nữa. Cái gì có cổ nhưng không có miệng? Nếu không biết thì nhìn xung quanh đi. Cái áo. Cái áo có cổ mà đâu có miệng đâu, cái áo đâu có miệng. Ok, ok, được. 4 lần đúng, 1 lần sai. Còn tin tưởng bạn này không? Còn chơi được ha? Có ý định đổi nhau không? Đổi đi. Đổi ha. Từ giây phút này trở đi, bé im lặng nha bé. Bé không nói gì nữa nha. 4 lần đúng, 1 lần sai, các bạn đã trải qua 5 câu hỏi. Các bạn chỉ còn cơ hội sai 2 lần. Ngoài ra các bạn phải đúng toàn tập. Cố gắng lên. Có một con chuột cực kỳ sợ mèo, đó là con chuột nào? Má ngồi má nhớ. Nhìn ai chẳng nhìn ai đáng vậy. Con chuột nào cực kỳ sợ mèo? Chuột tôm này sao? Con chuột nào cũng sợ mèo. Nó căng thẳng ghê không? Có quyết định đổi lại nữa không? Đổi đi. Đổi. Đổi hả? Đổi. Vậy coi như bỏ qua câu đó nha, không tính nha. Quay trở lại với bạn. Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền. Trên một dòng sông có rất là nhiều cá ăn thịt người. Khi tới giữa dòng sông thì bỗng thuyền của bạn bị thủng một lỗ. Sau đó vài phút thì thuyền của bạn bị chìm, thì chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn rất ngon của những loài cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi hoàn cảnh kinh khủng này? Bơi ra. Bơi ra. Đây phải là câu trả lời cuối cùng của bạn. Em sao? Em bơi vô. Em bơi vô kiểu gì mà em đang ở giữa biển mà một bầy cá mập xung quanh em. Còn cá mập ăn thịt em sao? Em giả chết xong rồi kia, xong rồi kia. Em giả chết cái cá mập ăn thịt em luôn. Đúng rồi, em giả chết xong rồi cái chút kia, xong rồi em bơi, xong cái nó bơi đi chỗ khác, xong rồi em chạy vô. Thì dễ gì em giả chết mà nó không cắn em. Đó là... Đó là một cái... Một cái được gọi là... Một cái là tâm niệm của em. Đó một người đó truyền cho em lại một người. Đáp án của bạn là đáp án sai. Đơn giản chúng ta chỉ cần ngừng tưởng tượng cái chuyện đó thôi nha. Bà ngồi bà đi đâu á, bà đi đâu xa thiệt ra. Em còn định chơi với bạn này nữa không? Các bạn thân mến, các bạn chỉ còn một cơ hội sai cuối cùng nữa thôi. Chuyện này cho Nhi đi. Nhi cố lên. Nhi, cơ hội cuối cùng. Bạn của bạn đã bỏ cuộc, đã mang về cho các bạn 2 câu trả lời sai và chỉ mới có 4 câu trả lời đúng thôi. Mình phải đúng 4 câu và mình chỉ có cơ hội sai 1 câu. Cố lên. Cảm ơn Nhi. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vượt qua người thứ nhì, thì bạn đang đứng ở vị trí thứ mấy? Gương mặt lạnh lùng. Lạnh lùng nhất của năm nè. Người thứ 2. Chính xác. Trong một cuộc đua bạn vừa chạy qua vị trí cuối cùng, bạn đứng ở vị trí thứ mấy? Thứ nhất. Cho bạn cơ hội trả lời lại một lần cuối. Cái cuối. Chính xác. Cậu Linh Nhi. Hai bạn đều là những người giỏi văn. Không, nó không giỏi văn. Nó không giỏi văn. Cho nên tôi hỏi gì văn? Đây là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Chim khôn tiết long, người khôn tiếc gì? Người khôn tiếc của. Chốt đáp án chưa? Chúc mừng bạn. Ngay bây giờ hai bạn sẽ cùng tôi đi dạo quanh một vòng chợ, bởi vì đáp án của các bạn là đáp án sai. Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời. Đó là đáp án chính xác nhất mà chúng tôi đưa ra. Sao vậy, những câu hỏi rất là đơn giản. Có vẻ là với một cái trí tưởng tượng của một học sinh lớp 8 của các bạn, trí tưởng tượng quá bay xa cho nên băng trả lời những câu rất là thâm thúy. Tới bây giờ khoảng 3 hôm nữa tôi mới nghiệm ra được để trả lời cho các bạn. Các bạn đã mang về cho đội của mình 6 câu trả lời đúng và 3 câu trả lời sai, cho nên các bạn đã chính thức thua cuộc và không nhận được phần quà của chương trình.
và đồng thời đi, đừng làm mặt đó nữa. Mình đi về phía xa xăm, ở đằng kia có một cái chỗ đang chờ hình phạt sẵn cho các bạn. Quẹo cháy vô, quẹo lửa. Đây các bạn, tại gian hàng này các bạn sẽ phải thiết kế thời trang cho anh hai bộ đồ thật sự sáng tạo và thật sự đẹp để các bạn có thể sải bước thật dài trên con đường tơ lụa này. Đâu, một khúc thôi nhỉ? Một khúc thôi. Từ đó tới đây. Một, ok. Nhưng mà bộ đồ của các bạn phải được sự vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của các tiểu thương ở đây thì lúc đó hình phạt mới chính thức chấm dứt. Bây giờ thời gian dành cho các bạn bắt đầu từ bây giờ. Đã tự tin với cái trang phục của mình chưa? Quá tự tin. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Công nhận là cái sự phối đồ của hai em, anh cảm thấy tự hào. Bây giờ hãy cùng anh đi dạo một vòng chợ nha. Từ đó tới đây ha. Ok, vừa đi mình vừa chào thân thiện với hoa hậu nha. Kính thưa quý vị khán giả, bên tay trái tôi người đẹp đến từ Campuchia, còn bên đây người đẹp dân tộc Dao sẽ biểu diễn 1000 catwalk dành cho quý vị khán giả. Vỗ tay thật to để ủng hộ cho hai bé được không ạ? Rồi, bước lên nào. Rồi, quay lại. Ê, bên đây, đi thẳng lên kia cái nữa. Đó, chào nội ngoại hai bên, đồ với bà cầm bà quạt không à. Chào kiểu gì? Chào kiểu gì? Đó, chào, thân ái. Thôi đó nhục. Rồi tạo dừng hình, tạo dáng cái nè. Mi gió cái nè. Ừ, đó, mi gió rồi quay trở lại. Rồi tới bé này đi lên. Mình đi lên. Rồi mình tạo dáng đi cái kịch. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tôi biết được rằng đây là một cái lần đầu tiên trải nghiệm của các bạn đứng giữa chợ với một bộ trang phục do mình tự thiết kế như vậy, là một cái điều mà các bạn lần đầu tiên trải nghiệm. Cho tôi biết cảm giác của hai bạn hiện nay như thế nào. Em nghĩ gì hả Nghi? Dạ, rung với lại vui. Vui đúng không? Còn Băng, người đẹp Campuchia đang nghĩ cảm giác như thế nào? Giống nó. À, giống nó. Cũng vui thôi ạ. À. Dạ. Cuộc đời mình tươi đẹp biết bao nhiêu. À, cuộc đời tươi đẹp biết bao nhiêu ngày hôm nay đã được lên truyền hình. Cảm ơn ba má, gửi lời cảm ơn ba má rồi cảm ơn thầy cô bạn bè đi nè. À, cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra. À, cảm ơn bạn bè. À, cho tất cả mọi người. À, à, cái gì nữa? Thôi thôi hả? À, cảm ơn mọi người, đặc biệt là bạn Nhi đã cùng mình đã cùng mình quay một chương trình mà từ đó đến giờ mình vẫn chưa thể nào có thể quay được. Đặc biệt cảm ơn. Cảm ơn. Bắt tay hai bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng là hai bạn sẽ tiếp tục học thật giỏi, tiếp tục có một cái hướng mà mình đã được đề ra. Băng ơi, sẵn dịp mình đang mặc đồ đẹp ở trên chương trình rồi, hát tặng cho chương trình một bài hát được không bé? Bài John Don and Bro. Ok. So you're still thinking of me, just wow. Like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we just young the man, bro. He took all of to give. Wow, young the, young young the bro, young the, young young the bro. Rồi có bài nào về miền Tây sông nước không? Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong. Rồi em hát thuộc rồi, em thuộc có nhiều. Rồi cảm ơn bạn. Với một cái tài năng như bạn thì và cái sự tự tin như bạn thì tôi biết được rằng tôi có một cái cảm giác rằng là trong tương lai
5 năm hoặc là một cái thời gian nào đó sau đó nữa thì tôi sẽ có cơ hội được trở thành đồng nghiệp với bạn. Hy vọng rằng điều đó ha. Nhi, cố gắng lên, mình cũng sẽ là một cái bạn đồng hành cùng với Băng. Cố lên nhé. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Còn bây giờ, hãy chào tạm biệt đi nào.